chị bóc được không? Cô hợp đồng của cô đóng phí bao nhiêu, cô đứng lên cô chia sẻ với mọi người ạ. 15 triệu. À, cô đóng phí 15 triệu. Quyền lợi bệnh hiểm nghèo của cô bảo vệ bao tiền? Bảo vệ rủi ro là 150 triệu. Thế quyền lợi bệnh nghèo, cô biết là nếu như giờ tình huống bệnh nghèo thì mình được hưởng hỗ trợ bao tiền không? Và cô chú ý chị hình dung như này ạ.
lấy ví dụ như này rất dễ minh họa. Và chúng ta nhìn nào, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Alpha Cát Tường được đánh giá là sản phẩm ưu việt nhất tại Việt Nam. Ưu việt cái gì nhất thì mang về chúng ta có thể tuyệt vời không? Chúng ta đổ một tràng pháo tay cho Alpha Cát Tường nha. Vậy thì cái quyền lợi của sản phẩm Alpha Cát Tường này có quyền lợi như thế nào? Chúng ta tìm hiểu quyền lợi đúng không cô chú anh chị? Vâng, Lan lấy một ví dụ minh họa cụ thể như sau. Anh A năm nay 35 tuổi, anh có đầu tư vào bảo hiểm nhân thọ một dòng sản phẩm Alpha Cát Tường với mức phí là khoảng 25 triệu đồng một năm. Và cô chú anh chị ơi, chúng ta luôn luôn có cái câu hỏi rằng à, tôi đầu tư vào đây, tôi được hưởng quyền lợi gì? Đúng chưa ạ? Luôn luôn phải đặt cái câu hỏi đó. Rất nhiều người tham gia bảo hiểm, tôi chỉ hết đóng phí 15 triệu thôi, tôi chỉ phải đóng 20 triệu thôi, còn quyền lợi gì thì tôi không nhớ. Ngày hôm qua Lan có chia sẻ trên Kim Đồng hỏi 10 người, cả 10 người không nhớ quyền lợi lắm luôn, chỉ nhớ ôi chị đóng 20 triệu, chị đóng 15 triệu, chị đóng 15 triệu, cứ giờ lên chỉ nói về phí, tức là tiền hàng năm mình bỏ ra. Nhưng mà không thể nhớ một tí nào quyền lợi. Hỏi thế bệnh viện nghèo là bao nhiêu? Không nhớ. Hỏi rủi ro xảy ra được bao nhiêu? Không nhớ. Hỏi thế thương tật do tai nạn được bao nhiêu? Chẳng nhớ. Chẳng nhớ gì cả. À, thế thì cô chú ý chị này, chúng ta cùng nhau nhớ là năm thứ đó. Tham gia hội đồng bảo hiểm nhớ năm thứ này. Thứ nhất, đóng vào bao nhiêu, lấy về bao nhiêu. Thứ hai, rủi ro xảy ra đến bao nhiêu, bệnh hiểm nghèo bao nhiêu, thương tật bao nhiêu, nằm viện được bao tiền này. Chúng ta nhớ chứ, đúng không ạ? Năm thứ đấy rồi, được chưa? Vậy thì Lan chia sẻ với cô chú ý chị, ví dụ như anh Nga đầu tư vào bảo hiểm nhân thọ 25 triệu đồng thì Nga được hưởng quyền lợi gì trong sản phẩm Alpha Cát Tường? Thứ nhất đó là gì ạ? Quyền lợi chăm sóc y tế trong trường hợp bảo hiểm nhân thọ. Nhiều hợp đồng ngày xưa chưa có quyền lợi này, nhưng dòng sản phẩm Alpha Cát Tường có thiết kế những quyền lợi chăm sóc y tế cho chúng ta. Lan giả sử anh A nằm viện thông thường, anh A lựa chọn là 2 triệu đồng một ngày viện phí. Nếu như giả sử anh A làm hồi sức tích cực thì anh A được nhân đôi lên là 4 triệu đồng một ngày viện phí. Giả sử anh A phải phẫu thuật thì được hỗ trợ 10 triệu đồng trong ca phẫu thuật. Vận chuyển cấp cứu thì được hỗ trợ gì? 1 triệu đồng trong lần đi vận chuyển cấp cứu bằng xe cứu thương của chú ý trẻ. Ngày xưa hợp đồng ngày xưa không có cái này, bởi vì ngày xưa chưa có cái vận chuyển cấp cứu này để cho cô chú ý chị. Ngoài quyền lợi gì đây ạ? Một quyền lợi gì đây ạ? Chăm sóc y tế. Chưa hết, anh A gửi vào bảo hiểm nhân thọ 25 triệu, ngoài quyền lợi chăm sóc y tế ra còn quyền lợi thứ hai, và quyền lợi này chính là quyền lợi gì ở lòng tốt và cốt lõi của ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ, đó chính là quyền lợi bảo vệ. Nào cô chú ý chị nhìn thấy thế nào? Tất nhiên 25 triệu hay 15 triệu thì chúng ta phải quan tâm quyền lợi bảo vệ, đúng chưa? Giả sử anh A không may bị thương tật nghiêm trọng do tai nạn thì ngay lập tức bảo hiểm nhân thọ sẽ hỗ trợ số tiền là 1 tỷ đồng. Và đặc biệt là thương tật nghiêm trọng do tai nạn này được bảo vệ ngay sau khi chúng ta hoàn thiện hồ sơ, ngay không giờ ngày hôm sau. Là giả sử như thế này, chúng ta nhớ thời gian chờ luôn. Cái gì cũng có thời gian chờ. Tức là tai nạn thì ngày tối nay chúng ta ký hồ sơ thì sau 0 giờ, sau 12 giờ đêm nay là chúng ta được bảo vệ ngay nguyên nhân tai nạn khi mà chắc hồ sơ của tiền luôn tối nay. Ví dụ như vậy. Được chưa? Tình huống thứ hai, giả sử anh A không may bị ung thư thì trước kia ấy, chỉ những dòng sản phẩm áp phát trọn đời của các cô ấy thì ung thư giai đoạn cuối mới được, bởi vì trước kia hầu như chúng ta phát hiện ở bệnh ung thư toàn ở giai đoạn gì rồi? Giai đoạn cuối. Nhưng ngày nay chúng ta có điều kiện chăm sóc y tế hơn, chúng ta khám sức khỏe hơn thì lúc đó phát hiện gì? Ung thư giai đoạn đầu. Chính vì điều đó mà sản phẩm cũng thay đổi. Ung thư giai đoạn đầu thì anh A được hỗ trợ 125 triệu, ung thư giai đoạn cuối anh A được hỗ trợ 500 triệu đồng lấy tiền chữa bệnh. Ngoài quyền lợi ung thư ra thì có quyền lợi thứ ba, đó là quyền lợi đột quỵ. Giả sử anh A hôm nay bị đột quỵ nặng thì ngay lập tức bảo hiểm nhân thọ hỗ trợ là 125 triệu. Đột quỵ nghiêm trọng anh A được hỗ trợ 500 triệu đồng. Thưa cô chú ý chị, các cái quyền lợi là ung thư và đột quỵ này thời gian chờ là sau 90 ngày. Chúng ta nhớ chưa? Sau 90 ngày. Tai nạn thì sau 0 giờ ngày hôm sau, đúng chưa? Còn nguyên nhân ung thư đột quỵ là sau 9 ngày rồi ạ. Nếu như giả sử tình huống mà hôm nay bị ung thư hay là đột quỵ mà chưa đủ 90 ngày thì bảo hiểm có chi trả không? Không. Cô chú ý chị nhớ nhé, con sau này lại bảo bảo hiểm lừa. Cái cô này cô đến đây cô nói lừa, đúng không ạ? Chúng ta nhớ cái điều đó thì chắc chắn chúng ta hiểu đúng, chúng ta sẽ làm đúng, đúng không ạ? Vâng. Ngoài quyền lợi ung thư ra, ngoài quyền lợi đột quỵ ra thì có quyền lợi đó là tử vong. Tử vong thì cũng rõ nguyên nhân, nếu như không do tai nạn thì anh A được hỗ trợ 1
đồng. Nếu như do tai nạn hay lập tức anh A được nhân đôi nên là hỗ trợ 2 tỷ đồng. Nếu tử vong do tai nạn máy bay thì anh A được hỗ trợ 3 tỷ đồng. Quy luật thứ 5 đó là gì ạ? Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối ứng trước 500 triệu đồng chữa bệnh. Đây chính là năm quyền lợi gì đấy ạ? Bảo. Bảo vệ. Chúng ta mua bảo hiểm là chúng ta được bảo. Bảo vệ. Chứ không phải là tiết kiệm. Cô chú anh chị ạ? Vâng. Vậy thì đây là năm quyền lợi cũng là giá trị cốt lõi của một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thưa cô chú anh chị. Và chính vì điều đó nhiều người có nói với anh rằng ôi, có cô rồi. Ôi, nhà tôi tham gia 10 năm nay là trả được cái gì? Có ai nói gì không? Có gì? Có không ạ? Có. Nhưng mà anh có nói rằng là tôi đây chính là thực đơn của bảo hiểm nhân thọ. Chọn món nào trả tiền món đó. Thế trả nhẹ chọn ung thư à? Hay trả nhẹ chọn đột quỵ à? Hay trả nhẹ chọn thương tật à để lấy tiền à? Mà trả được gì là mấy? May mắn là khỏe mạnh, là bình an. Đúng không cô chú ý chị? Tham gia bảo hiểm nhân thọ không phải lúc khỏe để nhận tiền đâu. Chỉ khi nào những khó khăn nhất của cuộc đời đó là ốm đau, đó là bệnh tật, đó là tai nạn thì chúng ta được bảo hiểm hỗ trợ một khoản tiền rất là lớn để gia đình chúng ta vượt qua cái lúc khó khăn đó. Cô chú ý chị ạ? Đó, có tuyệt vời không ạ? Mặc dù 3 tỷ, 5 tỷ, chứ 14 tỷ diễn viên Ngọc Lan có cần không? Không ai muốn lấy tiền này. Đúng không cô chú ý chị? Mà chúng ta không muốn nhận tiền gì ạ? Tiền đáo hạn. Rồi, điều tuyệt vời nhất đó là trong tất cả các lĩnh vực chúng ta tiết kiệm tiền hiện nay, mua vàng có thể lên xuống. Có cô nào lỗ tiền khi mà mua thì đắt mà bán thì rẻ không? Có, nhưng mà không nói ra đây. Đúng không ạ? Gửi ngân hàng thì chỉ có yếu tố lãi suất, đúng không ạ? Nhưng không có các yếu tố bảo vệ. Nhưng ngược lại, bảo hiểm nhân thọ thì đấy cũng là cái yếu tố gì tích lũy tiền cho chúng ta, không phải tiền tiêu, đúng không ạ? Thì đó là tiền đáo hạn, trong bảo hiểm gọi là tiền đáo hạn. Toàn bộ số tiền chúng ta gửi vào bảo hiểm nhân thọ sau đến khi hết hạn hợp đồng thì chúng ta lấy về. Và trong quá trình đóng đó thì chúng ta được bảo vệ các nguyên nhân là tai nạn, thương tật, tử vong, đột quỵ, ung thư. Để cho cô chú ý chị. Đó. Và vì giả sử anh A gửi vào bảo hiểm nhân thọ 25 triệu đồng một năm và anh gửi trong vòng 20 năm, thế thì tổng số tiền anh gửi vào bảo hiểm nhân thọ là 500 triệu. Đến khi em lấy về đáo hạn, lấy về khoản hơn 600 triệu, cô chú anh chị, đó là quyền lợi của anh được tích lũy. Toàn bộ tiền của anh gửi về sau này anh được lấy về và anh được bảo vệ các quyền lợi bảo vệ vừa đang được chia sẻ được miễn phí, cô chú anh chị, có tuyệt vời không ạ? Đó. Và khi mà Lan nói đến đây thì có cô chú anh chị nói rằng là nếu mà để 25 lâu thì 15 năm tôi rút tiền được không? Được không? 15 năm rút tiền thì khoảng 395 triệu trong tài khoản, cô chú anh chị. Để càng lâu thì càng nhiều tiền, được chưa? Nhưng có người lại nói với Lan rằng nhiều cô ở đây trong trung tuổi rồi, nếu mà để đóng 15 năm, 20 năm thì tôi không có điều kiện mà sợ không có sức khỏe đủ tuổi để tham gia nữa. Thì có giải pháp nào không? Thì dòng sản phẩm An Phát Cát Tường này có một giải pháp tuyệt vời cho cô chú ý chỉ lựa chọn để phù hợp với mình. Ví dụ Lan năm nay 40 tuổi, Lan có thể có thời gian đóng 15 năm và 20 năm với độ tuổi của Lan, đúng không ạ? Nhưng cô chú ý chị cô nào ở đây mà 55, 60, 50 tuổi rồi, 55 tuổi rồi thì dòng sản phẩm An Phát Cát Tường còn lựa chọn nữa là cho chúng ta lựa chọn đầu tư vào 5 năm thôi của chúng mình chị. Hay không? Tuyệt vời không ạ? Rất linh cảm. Chỉ có 5 năm thôi, chúng ta đóng 1, 2, 3, 4, 5. 5 lần xong rất nhanh. Rất nhiều khách hàng từ ngày ra dòng sản phẩm An Phát Cát Tường đã bắt đầu còn 4 năm rồi. Bản thân Lan 4 hợp đồng An Phát Cát Tường này là đóng 4 năm rồi. Sở dĩ bước sang thứ 5 đóng 1 năm nữa là Lan thoải mái. Rất là tuyệt vời rồi. Đúng không ạ? Đó, thì đóng tiền 5 năm nhưng lại bảo vệ cho chúng ta 10 năm, 15 năm và 20 năm. Lan giải thích cái này kỹ một chút nhé. Nhiều người cứ tưởng đóng 5 năm xong là 5 năm rút về, không phải nhé. Tức là đầu tư 5 năm nhưng bảo vệ cho chúng ta các nguyên nhân là thương tật, tai nạn, tử vong, bệnh hiểm nghèo, rủi ro xảy ra đấy. Trong vòng năm thứ 6 kể cả không đóng tiền nhưng vẫn được bảo vệ. Chúng ta lựa chọn 10 năm thì 10 năm rút tiền, tức là 15 đến đáo hạn. Chúng ta lựa chọn 15 năm thì 15 năm đáo hạn. Mà từ năm thứ 6 trở đi đến năm thứ 10 hay 15 là chúng ta không đóng tiền nhưng vẫn được bảo vệ. Sản phẩm cực kỳ ưu việt của chúng chị. Ai đó thử chạy trong bản thiết kế xem. Lan đóng năm ngoái Lan chạy một hồ sơ đóng 20 triệu mà Lan thiết kế bảo vệ tối đa lên 1 tỷ của chúng chị. Đóng 1 tỷ
tiền có hết nếu mà đầu tư 20 triệu một năm, mà đầu tư có 5 năm tức là gốc của chúng ta bỏ ra có 1%. Nhưng số tiền bảo hiểm ngược, tức là ngược nhiều hơn so với số phí mình bỏ ra rất là nhiều. Và chính vì điều đó mà bản thân Lan muốn gói bảo hiểm An Phát Cát Tường này, là rất yêu sản phẩm này. Nhưng bởi vì tại sao Lan rất thích đóng, nói thật với chúng chị, trẻ này còn thích đóng nắng lắm. Bởi vì Lan có một cái tâm lý rằng là Lan có một cái tư duy rằng là không phải chúng ta lơ đây là lơ đầu tư để lấy lãi. Nếu đầu tư lấy lãi ấy, thì chúng ta sẽ gửi nhiều và gửi dài thì lãi nhiều hơn thật. Nhưng chúng ta mua bảo hiểm là để được bảo vệ chúng trẻ, bảo vệ các quyền lợi mà Lan vừa chia sẻ đấy, đúng không ạ? Đó. Vậy thì sản phẩm 5 năm, Lan giả sử cô chú ý chị nào muốn cất đi 5 năm 500 triệu thì mỗi năm cất đi 100. Cô chú ý chị nào bảo 100 triệu không có tiền thì giống như Lan không có gói 20 triệu một năm. 20 triệu một năm mà nhân 5 năm thì có bao nhiêu? Cứ cất đi 100, không sao cả, đúng không ạ? Chúng ta có thể rất là linh hoạt, phù hợp với cả kinh tế gia đình chúng ta. Để cho cô chú ý chị. Và sản phẩm An Phát Cát Tường này còn một cái lựa chọn nữa, đó là đóng phí một lần. Ai có 500 triệu gửi luôn 500 triệu, ai có 1 tỷ gửi luôn 1 tỷ. Gửi đóng một lần duy nhất. Nên cái lựa chọn này thì ít người gửi, bởi vì chúng ta còn công việc gia đình, không ai gửi cuối cùng ở đây cả. Đúng không ạ? Đó, cái này thì không có lượng cho khách hàng nhiều. Rồi, thì Lan ít tư vấn sâu về cái này, để cho cô chú ý chị. Vậy thì chúng ta cùng nhau ạ. Vậy thì để hiểu được điều đó, thì chúng ta lại hiểu quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm, cô chú anh chị định như sau. Tức là bên mua bảo hiểm có quyền là gì ạ? Đóng phí bảo hiểm đầy đủ theo phương thức hợp đồng đã thỏa thuận. Thứ hai là kê khai đầy đủ trung thực mọi chi tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm của chúng ta. Cô chú anh chị ạ, nó nói đến cái phần này cực kỳ quan trọng. Sang muốn hôm nay tiện thế thôi, chúng ta đang muốn nhấn mạnh một chút xíu. Đó là gì? Chúng ta biết hồ sơ y tế điện tử bây giờ chúng ta đánh số chứng minh thư nó ra một dãy, cập nhật hết điện tử đầu rồi, không biết ai ở trạm y tế thôn ấy, xã mình ấy phải nhập cái danh sách điện tử, hồ sơ y tế điện tử đấy. Chúng ta tất cả gia đình chúng ta đã có hồ sơ y tế điện tử hết rồi. Bây giờ chúng ta đi bất cứ một bệnh viện nào chỉ cần đánh số chứng minh thư họ tên đã lổ ra hết rồi. Nên là khi tham gia hợp đồng bảo hiểm với họ, cô chú ý chị phải kê khai trong cái hồ sơ giấy của bảo hiểm ấy, có kê khai bạn từng tiểu đường không, huyết áp không, tim mạch không, ho ra máu không, đau phổi không, gãy chân gãy tay, mổ xẻ gì chưa. Tức là 39 câu hỏi về sức khỏe các cô phải kê khai, các cô chú anh chị phải kê khai hết cả nếu có làm việc. Còn nếu như chúng ta khỏe thì chúng ta không phải kê khai. Nên chúng ta biết điều gì xảy ra không ạ? Tránh tình trạng trục lợi, có những người là bị bệnh nhưng không kê khai thì lúc đó công ty bảo hiểm là sẽ từ chối, không chi trả nếu như rủi ro xảy ra, đúng không ạ? Và ngày xưa ấy, Lan làm bệnh viện Nam biết quả tình là ngày xưa mà viết bệnh án bằng giấy của chú anh chị ạ, sau là bị mất không lưu lại được, đúng không? Và sau đó thì có khi bị bệnh và sau vài năm mà mình bảo không bị bệnh thì cũng không ai tìm ra được, người ta gọi là án tại tố hồ sơ. Nhưng bây giờ không thể giấu được của chú anh chị, kể cả bệnh viện tư nhân cũng quản lý hết. Nên là những ai mà có ý định tham gia vào bảo hiểm nhân thọ, nếu có làm việc thì cứ kê khai, sau đó công ty sẽ mời đi kiểm tra sức khỏe. Và khi kiểm tra sức khỏe sẽ xảy ra hai tình huống: nếu như sức khỏe của chúng ta tốt thì được chấp nhận hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, còn nếu như sức khỏe không tốt thì công ty bảo hiểm từ chối và trả lại hoàn toàn số tiền chúng ta đóng, không mất nghìn nào, cô chú anh chị nhé. Rất công bằng cho tất cả những người tham gia, được chưa? Đó. Và hiện nay như tháng 7 trước ấy, công ty, cô chú anh chị biết rằng công ty bảo hiểm từ chối 50 khách hàng, hơn 50 khách hàng không được tham gia bảo hiểm nhân thọ. Người thì bị tiểu đường, người thì huyết áp cao, người thì men gan tăng. Chúng ta biết huyết áp cao, nguyên nhân của huyết áp cao là gì? Đột quỵ tai biến. Nguyên nhân của gì? Men gan tăng là dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Nên như các trường hợp đó, công ty bảo hiểm sẽ từ chối không được tham gia. Không phải ai mong muốn tham gia là tham gia được đâu. Đừng có nghĩ rằng là chỉ những người bệnh tham gia bảo hiểm mới không mua được bất cứ giá nào luôn. Tháng trước có một anh này làm doanh nhân, gọi là chủ doanh nghiệp ở phố nối. Anh cầm 200 triệu phí đến công ty bảo hiểm và muốn công ty bảo hiểm thiết kế cho một gói bảo hiểm. Chúng ta biết điều gì? Khi kiểm tra sức khỏe, anh ấy ngoài 40 tuổi thôi. Hợp lý thì chúng ta tham gia, không hợp lý thì thôi, đúng không ạ? Lâng lên hạ xuống thoải mái, nhưng đừng nghĩ lâu quá của chú ý chị. Ngay ngay đi, nhưng mà nghĩ có người nghĩ 5 năm chưa ký,
Có người nghĩ 10 năm chưa kín, xong đến lúc 6-70 tuổi rồi biết thế. Hôm qua đi hỗ trợ đi cùng với đồng chí này chẳng có một khách hàng. Bảo gì ạ? Biết thế năm ngoái ký cho xong. Sau năm nay bảo ký từ từ. Lại từ từ. Thì không biết là từ từ đến bao giờ, từ từ đến lúc. Chú Dương Văn Dũng ở Kim Động Ân Thi. À Kim Động Dương Dũng Kim Động. Chú nên nhận quyền lợi đáo hạn là 376 triệu. Hôm nhận toàn bộ quyền lợi đáo hạn này theo cô chú ý chị mà tầm tuổi cả chú các cô mà nhiều nhiều tuổi này mà có ngân này tiền gối ở giường thích không? Tiếng thích hợp cười à? Thế là chú ý khi cái hôm mà chú nên nhận tiền đang chi trả, câu đầu tiên chú Lan ơi, ngày xưa cái xóm nhà chú ấy, lúc chú tham gia bảo hiểm cả xóm nó chửi chú là ông Hồng. Đấy chú chia sẻ thật, chú bảo cả xóm bảo ông Hồng là một người tiền cho bọn bảo hiểm. Thế nhưng cuối cùng là Hồng mà lấy được gần 400 triệu mỗi là đầu giường lúc già. Còn những người mà hỏi Hồng đi thì chẳng có đồng nào mỗi đầu giường già phụ thuộc vào con cháu. Đây hai rẻ cả 20 triệu, ba rẻ ba sư sườn cả 30 triệu. Một rẻ 10 triệu. Nghe rẻ bán rẻ sư sườn 10 triệu đắt quá nhỉ? Đắt không? Thế nếu không có bảo hiểm có không? Không. Đúng không ạ? Đây là quyền lợi gì? Chăm sóc y tế. Đấy chưa ạ? Ơi. Quyền lợi tiếp theo là quyền lợi gì đây ạ? Bệnh nghiệp nghèo. Và đây là khách hàng. Đây là mẹ anh ra nhận tiền, anh Nguyễn Văn Ngọc sinh năm 1980, đang là tuổi vàng lao động, sinh năm 1980, đang là gì sung sức nhất của gia đình. Nhà có hai bố mẹ già, ba đứa con thơ, và anh là người trụ cột trong gia đình. Không may chỉ cơn đau ngực thôi, anh đi kiểm tra và phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối của chúng mình chết. Khi mà Lan mang tiền về, mẹ ra nhận cái quyền lợi 400 triệu này buồn vô cùng. Bởi vì nhà có 5 người, mình gọi là 5 người phụ. Tất cả từ giám đốc đến tất cả các sửa phòng công ty bảo Việt còn choáng trường hợp này. Chị này chị là ngôi cái hàng ở Trang Tiền Đa Lộc Ân Thi, chị sinh năm 1977 đấy. Mà cắt cái tóc này già. À không phải già đâu, bình thường chị không xấu như này. Chị vừa đóng phí 15 triệu vào bảo Việt Nhân Thọ. Và chị vừa gửi được 7 ngày thì bị ngã giàn giáo. Ngã giàn giáo dẫn đến thương tật. Nhưng nhiều nhiều người nói là ai bảo hiểm Nhân Thọ đóng tiền chết mới được không? Trường hợp này chết không? Bây giờ mới sống. Ở đâu mới chết? Thật. Thế thì khi mà chị vừa đóng 7 ngày thì chưa chồng chị chưa cầm gửi vào đồng bảo hiểm. Bị tai nạn vừa lấy đang chia sẻ là bảo hiểm sau bao nhiêu giờ đấy? Sau không giờ. Vừa đóng được mà 7 ngày thì chị bị tai nạn. Mà vừa gửi vào bảo hiểm Nhân Thọ có bao nhiêu? 15 triệu. Và chị được bảo vệ với nguyên nhân thương tật do tai nạn là 380 triệu. Và lúc đó bảo hiểm Nhân Thọ về mang tiền về tận nhà cho chị. Thưa cô chú anh chị, ở đây mà đang thấy rằng là ý nghĩa cực kỳ luôn cô chú anh chị. Lúc có 56 người chết đấy có ai được có bảo hiểm không? Khổ thật. Không thật sự. Nhá, đây là một cái vụ cháy. Cô chú anh chị nhìn này. Tài sản cháy hết có lấy lại được không? Đồ đạc trong nhà mà cháy có lấy lại được không? Chẳng lấy lại được cái gì cả. Đúng không ạ? Nhưng hợp đồng bảo hiểm cháy vẫn lấy được 8,4 tỷ. Thế mới kinh điển đấy ạ. Chán không? Bởi vì cô chú anh chị hiểu rằng là hợp đồng bảo hiểm cô chú anh chị đừng nghĩ rằng cái sổ mà cô chú anh chị cầm ấy, cầm để lấy niềm tin thôi là nói thật. Vứt đi không sao đâu, hóa đơn mất không sao đâu, nó chỉ là bằng chứng thức cô nộp tiền thôi. Còn về bản chất ý, tất cả hợp đồng của cô chú anh chị được quản lý hết trên phần mềm rồi, máy tính họ cũng vẫn được quản lý. Các cô hình dung chưa? Thế hợp đồng bảo hiểm này cháy hết, bà mẹ vẫn nhận được 8,4 tỷ đồng và đứa con này vẫn có tiền để ăn học. Đó là ý nghĩa vai trò của bảo hiểm Nhân Thọ cô chú anh chị. Tôi ngắm luôn cô chú anh chị, nhà nghèo lắm, Lan đến nhà có mỗi cái giường này Lan phải ngồi lên giường này, Lan mang tiền về tận nhà cho chú. Chú cũng là thợ xây vì ngã hàng giáo, lại nói đến thợ xây lại nhớ chị gì ở thôn ở xã thì mình bị ngã hàng giáo đi. À đấy, chị không có hợp đồng định ký đúng không? Ừ, nhưng mà định ký hợp đồng không? Đang chuẩn bị ký nhưng chưa kịp ký. Đấy, đây cũng là một thợ xây hôm nay ngã hàng giáo dẫn đến thương tật. Bà Lan, cô chú chị biết điều gì không? Nhà nghèo vô cùng, không có đồng nào luôn, vợ chăm chồng đây này đóng bỉ này, vệ sinh ăn uống này chẳng có đồng nào. Thế bảo là thế con cái chú hỗ trợ bao nhiêu, bảo đẻ đến mỗi đứa con gái nó lên với chồng nhà nó nghèo nó biếu chú được 5 triệu hết. Thế bây giờ hàng ngày làm gì, hàng xóm đi thăm cân đường một sữa là anh chịu khó ăn cho khỏe,
phải không? Ăn bằng cái gì? Đúng không? Mày qua có một hợp đồng này sẽ chỉ đóng có 6 triệu thôi, 500 nghìn một tháng thôi, bằng một hai con gà của chúng ta thôi, bằng một bữa ăn thịnh soạn thôi. 6 triệu một năm ngày xưa đóng phí thấp, nên chúng được bảo vệ 200 triệu, đó là điều rất là tuyệt vời. Mà tội xây nghèo thì chúng vẫn cất đi nhá, chúng vẫn cất đi 50 nghìn một ngày của chúng anh chị ạ. Với nước trên thế giới, và năm vừa rồi đang còn đi châu Ý, Tây Ban Nha. Và Nam càng đi, Nam càng thấy rằng tại sao người dân họ giàu như vậy, của chúng anh chị ạ. Có muốn học cách của người giàu họ làm giàu không? Có. Có. Ơi, các cô nhìn lên đây nhá. Năm cứ hỏi Việt Nam chúng ta là chưa giàu đi đúng không? Đúng không ạ? Mình cứ hỏi tạm đấy thì còn cô chú ý chị là giàu thì sang cổ ngày nhá. Rồi, đây là giàu. Bình thường người Việt Nam chúng ta ấy, có 500 triệu hay mở gì? Mở sổ tiết kiệm ngân hàng. Đúng không ạ? Ngân hàng rất là tốt, gửi tiền cho chúng ta. Nhưng không may chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo thì lúc đấy chúng ta làm gì? Rút tiền ngân hàng, trả tiền viện phí, tài khoản có gì? Không đồng. Nhưng nhà giàu họ lại sử dụng đồng tiền khác, cũng là 500 triệu, nhưng họ chia ra là hai sổ, 450 triệu vẫn gửi ngân hàng để lấy lãi chi tiêu, và có công việc gì thì ra ngân hàng rút 50 triệu bảo hiểm, hai sổ này cộng lại vẫn là 500, đúng không ạ? Nhưng không may chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo thì sổ nào phát huy, cô chú chị? Sổ bảo hiểm phát huy hỗ trợ cho chúng ta 500 triệu lấy tiền chữa bệnh mà không phải rút tiền ngân hàng. Tiền ngân hàng còn nguyên 450 triệu cộng với 500 triệu bảo hiểm, tổng tài sản chúng ta có bao nhiêu? 950. Vậy cách 1, 500 tài khoản để lại cho con cháu là không? Không đồng. Nó thậm chí còn mang thêm một cục nữa ấy, đúng không ạ? Cách 2 cũng là 500 triệu trên thừa kế tài sản cho con cháu là 1 tỷ. Vậy cô chú ý chị ở đây rất nhiều người đã chọn cách gì? Cách 2. Đổ một tràng pháo tay cho những ai đã chọn cách 2 nhỉ? Còn ai chưa chọn thì lựa chọn nào của ai ạ? Của mình. Cô chú ý chị nhá. Ở đây ai chưa? Nhưng anh hỏi có cô anh hàng nào không may ốm đau hỗ trợ mình tiền không? Có, trả lời có, không trả lời không, không nào có cô bảo toàn ăn, toàn cô ngân hàng đến hỏi thăm ốm không? Có không? Không ai mắc bệnh hiểm nghèo có cô ngân hàng hỏi thăm mình không? Không. Không ai bị thương tật nghiêm trọng do tai nạn rồi mất khả năng lao động như chị Hằng vừa đấy, có cô ngân hàng làm ăn sau 380 triệu không? Không. Không ai tử vong giống tặng tiền của chính sách này. Có cô ngân hàng làm ăn cho chúng ta 1 tỷ không? Không. Ngân hàng chỉ có gì? Nhưng mà gửi tiền còn trả lãi sướng không? Sướng vẫn đang đi gửi hết ý. Đừng có để ở nhà nhá. Bởi vì trả vừa giữ tốt vừa làm chỉ có chuyện nha. Xin lỗi cô chú ý chị là người nước ngoài ấy, muốn gửi một cái giá trị tài sản thì phải trả phí cho nó. Tức là ví dụ các cô muốn gửi một tài sản 500 triệu 1 tỷ ấy, phải trả phí cho cái tiền đó để người ta trông cái tài sản cho mình. Ô làm gì có như Việt Nam sướng ơi sướng. Đã trông tiền cho các cô chứ không phải trả lãi cho các cô chứ. Ngược đấy nha. Nhưng các cô phải trân trọng điều đấy. Nhưng tuy nhiên ngân hàng tốt rồi, nhưng mà bảo hiểm thì bố có tiền không? Bệnh hiểm nghèo có tiền không? Có. Thương tật tai nạn có tiền không? 100% số tiền bảo hiểm. Cô chú ý chị bảo vệ 100 trả 100. Cô chú ý chị bảo vệ 500 trả 500. Bảo vệ 1 tỷ trả 1 tỷ. Bảo vệ 10 tỷ trả 10 tỷ. Đó là cam kết của công ty bảo hiểm, đúng không ạ? Tử vong cũng vậy, trả 100% số tiền bảo hiểm dựa trên hợp đồng của chúng ta, đúng không ạ? Còn đáo hạn thì cũng có gốc và lãi. Vậy ngân hàng có 1 giá trị, bảo hiểm có 5 giá trị, chúng ta chọn cái gì? Chọn bảo hiểm. Nhưng mà chia ra công thức như vừa đấy, có 100 thì cất đi 80 triệu ở ngân hàng, 20 triệu sang bảo hiểm, đừng cất của ông bảo hiểm 100. Mặc dù cô Lan ngày hôm nay về nói hay, bảo hiểm giá trị, bảo hiểm rất tuyệt vời, nhưng cũng đừng gửi hết vào bảo hiểm. Bởi vì các cô hiểu này, ngân hàng là nơi gửi tiền, ngày mai có công việc tí thì rút, còn bảo hiểm là dự phòng rủi ro và nó là dài hạn, nên chúng ta phải chia ra. Đấy, có cô tư vấn nào có tâm như này không? Đừng gửi một người đó là bạn bè. Và người có thể bỏ ra 10 triệu, 20 triệu thì người đó là họ hàng. Và người có thể bỏ ra 100 triệu, 200 triệu thì người đó là người thân của chúng ta. Và người có thể bỏ ra 1 tỷ, 2 tỷ thì đó là bảo vệ nhân thọ, thưa cô chú anh chị. Và tại sao Lan tham gia 13 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ? Vì nó có ý nghĩa, Lan tham gia bảo hiểm nhân thọ để sống thọ thì có tiền mà
mà sống. Lan tham gia bảo hiểm nhân thọ để nếu may Lan ốm đau thì người thân của Lan không phải lao lực vì Lan. Và nếu như chẳng may Lan bị ung thư thì chí ít không bị ung thư về tài chính. Và nếu như một ngày chẳng may Lan nằm một chỗ thì bảo hiểm nhân thọ sẽ thay Lan đi làm. Và nếu như một ngày Lan không thể trở về nhà được nữa thì bảo hiểm nhân thọ sẽ thay Lan chăm sóc những người thân yêu của Lan. Lan tham gia bảo hiểm nhân thọ để bình yên trong tâm trí và thanh thản trong tâm hồn. Đó là sự lựa chọn của Lan. Và ngày hôm nay còn là sự lựa chọn của quý vị. Đó là bảo hiểm chia sẻ. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian lắng nghe ạ. Vâng, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Vâng, thưa cô chú anh chị, sau cái phần xin mời anh Kiều lên ạ, cùng với cả chị nhìn thấy sau 5 phần quà giúp em nhé. Dạ vâng. Rồi, 5 con đứng tiếp lên trên cạnh bác đi. Con đứng lên đây, 2 con đứng dịch lên đây. 2 con đứng dịch lên đây, 3 con đứng lên đây. Đấy, rồi chúng ta đứng cạnh bác. Rồi, rồi con bên. Sao năm học sinh giỏi nữa không? Cầm thì kế toán nó cũng chưa đến được các bạn.